Vâng, này xin chào tất cả các bác. Bình minh trên trại ong của tôi này. Đây, tôi đang đứng ở tại giữa trại ong luôn. Thì cái nâu này, những cái đàn ở bên trên này vừa chuyển lên cách đây mấy hôm. Thế còn cái khu vực bên dưới này thì vừa chuyển lên tối hôm qua. Đấy, vừa chuyển lên thì tôi tự lái xe và tự chở ong của mình đi. Đấy. Tối hôm qua mới xong, sáng nay dậy vừa mới. Bây giờ khả năng bọn này nó sẽ hơi bị rối loạn đội hình một tí bởi vì là nó chưa quen và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thì như các bác biết là vừa rồi trải qua một cái đợt mưa cộng với rét đậm kéo dài. Thì các bác có thể cập nhật thông tin giúp tôi qua cái comment bình luận ở phía bên dưới này được không ạ? Các bác ở Thanh Hóa, các bác ở Nghệ An, khu vực miền Trung trở ra ấy, các bác ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn mà các bác nào có nuôi ong hoặc là các bác ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang thì các bác có thể trao đổi qua là cái đợt rét vừa rồi ong của các bác có ảnh hưởng gì không? Công việc chống rét đã làm tốt chưa? Thì tôi ở đây thì nó rét rét bình thường thôi. Nếu mà ong của mình đã đảm bảo được cái cầu đông đông quân, số cầu hợp lý và ong không bị đói thì không sợ. Cùng với việc là mình sẽ ủ ấm cho đàn ong nữa. Thì thông báo các bác là ong trải qua đợt rét thì nó vẫn rất là bình thường, không có cái gì cả. Bởi vì rét như vừa rồi nó cũng là rét nhẹ thôi, chưa phải là một cái quá trình rét rất là sâu. Thì đây là những cái đàn mà đặt từ hôm đầu tiên thì nó khá là ổn định. Chắc là nó bây giờ thì sáng nay bây giờ mới tầm hơn 7 giờ thôi. Đấy, thời tiết còn rất là sớm. Thế nhưng mà ong đã bắt đầu đi lấy phấn lác đác về rồi. Phấn bây giờ thì hơi bé. Này. Bây giờ vẫn còn sớm cho nên là nó mới đi rất là ít thôi. Tí nữa nắng thì phấn nó mới về nhiều. Mà phấn càng phấn về rất là nhỏ. Chưa có phấn. Tại vì thời tiết nó còn vẫn đang hơi mưa. Nãy giờ mới được có 3 con tha phấn về. Cái phấn ở đây là phấn màu trắng, phấn rừng. Đấy, khu vực trại ong này. Thì cái mục đích của tôi đưa lên đây để khai thác mật hoa ngũ gia bì, chân chim. Thì hy vọng là cái đợt này nắng ấm lên thì sẽ có sản lượng và ong sẽ có thể đi lấy được mật để khai thác được cái mật này. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tỷ lệ nó cũng chưa chắc chắn bởi vì nó phải nắng ấm cơ. Nếu nắng ấm thì với cái điều kiện hoa này thì có thể là 4 hoặc 5 ngày là có thể khai thác được. Bởi vì mật hoa này bây giờ đang nở vào chính mùa. Mật hoa này nó cũng khá là nhiều, nhiều như mật hoa nhãn ấy. Nên cũng hy vọng thôi. Nhưng mà nếu không được thì cũng không sao bởi vì chúng ta là người chăn nuôi. Người chăn nuôi thì luôn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Nhưng mà vừa rồi nó trải qua một đợt rét rồi thì thông thường theo cái biểu đồ của thời tiết ấy thì cứ mưa rét xong lại nắng ấm, mưa rét xong lại nắng ấm. Thì vừa rồi đã rét.